Sáng nay, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gián Khẩu mở rộng và dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính 3 sao đoạn qua địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành có liên quan và huyện Gia Viễn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại dự án 24 ha khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận, xây dựng cơ sở hạ tầng 50 ha của khu công nghiệp Gián Khẩu mở rộng. Theo báo cáo của huyện Gia Viễn, đến nay tiến độ đã được đẩy nhanh, tuy nhiên vẫn còn một số hộ cá nhân có đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất nghĩa trang hoặc tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi dự án chưa chấp hành nghiêm túc việc giải phóng mặt bằng. Để giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án này, đồng chí Nguyễn Cao Sơn đề nghị huyện Gia Viễn cần tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tất cả các điểm nghẽn, trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân chấp nhận khung giá đền bù theo quy định của pháp luật để sớm di rời, chậm nhất trong tháng 1 năm nay phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Tiếp đó, đoàn đã đi kiểm tra dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính 3 sao đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 có chiều dài 17,4 km, được khởi công xây dựng từ đầu tháng 8 năm 2018 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 400.000 tỷ đồng, đi qua 6 xã, thị trấn. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn đã tổ chức kiểm đếm đất nông nghiệp và chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng xong cho 74/323 hộ gia đình, cá nhân và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, mặc dù Sở Giao thông Vận tải xác định tìm đường trước khi thực hiện dự án nhưng lại sai khác so với tìm đường theo hồ sơ địa chính và hồ sơ giao đất. Do vậy, chưa xác định được diện tích thu hồi, phần diện tích sai lệch theo tìm đường và công trình xây dựng của các gia đình, cá nhân. Chương trình hoàn trả kênh mương, trạm bơm chưa có nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công đoạn qua hai xã Gia Phương và Gia Thắng. Đối với dự án này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Gia Viễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Giao thông, tập trung tháo gỡ khó khăn ở đoạn đầu tuyến, xác định, rà soát, kiểm đếm lại toàn bộ diện tích đất ao ở hai xã Gia Thắng, Gia Phương, chi trả tiền bồi thường để các hộ dân di rời, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh tuyến đường theo đúng kế hoạch đã đề ra. Riêng đối với đoạn cuối tuyến, giao cho Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh tăng cường phối hợp với công ty tư vấn, sớm có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh lại dự án và thiết kế, thể hiện tìm đường, vị trí giao đất cụ thể của toàn tuyến, đoạn qua thôn Đá Hàn, tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình để huyện Gia Viễn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.